Vừa mới làm đám hỏi, Khởi My và Kevin Khánh đã phải chia tay nhau. Những diễn biến mới nhất về sự kiện đám hỏi của Khởi My và Kevin Khánh. Vừa qua, sáng ngày 25 tháng 4, cộng đồng mạng được phen rừng rừng khi hay tin Khởi My và Kevin Khánh đã làm đám hỏi tại quê nhà. Cặp đôi quyết tâm giữ bí mật về ngày vui đến phút chót, khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng phải sửng sốt. Sau khi buổi lễ kết thúc, phóng viên của Trí Thức Trẻ đã kịp ghi lại màn chia tay bình rịn của đôi trẻ. Lý do là bởi chàng phải về thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức để tiếp tục công việc, còn nàng có lẽ sẽ trở lại sau ít ngày. Khoảnh khắc Khởi My và Kevin Khánh chia tay nhau, Khởi My đã thay trang phục thoải mái hơn. Nữ ca sĩ vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi vẫy tay tạm biệt anh xã. Sau đó cô trở lại trong nhà và bế cháu. Trước đó cặp đôi ngồi giao lưu vui vẻ với mọi người. Kevin Khánh lên xe trở về Sài Gòn để thực hiện công việc của mình. Đây là khối tài sản chung của Khởi My và Kevin Khánh khi về cùng một nhà. Người hâm mộ rất phấn khích trước thông tin cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh đã tổ chức lễ đính hôn. Cuối cùng, chuyện tình yêu của họ cũng đã có kết thúc đẹp như mơ. Khởi My và Kevin Khánh là một trong những cặp đôi showbiz có lượng fan hùng hậu nhất hiện nay. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng được ủng hộ nhiệt tình. Mặc dù giọng ca Vì Sao hơn Kevin Khánh tới 4 tuổi, nhưng cả hai đều được gia đình đối phương quý mến và xem như con cái ở trong nhà. Người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp khắp nơi đã gửi rất nhiều lời chúc mừng đến cặp đôi này ngay khi những tấm ảnh về lễ đính hôn của họ được chia sẻ trên mạng. Khi về chung một nhà, khối tài sản của Khởi My và bạn trai cũng khiến nhiều người quan tâm. Cặp đôi bình dị nổi tiếng nhưng không khoe mẽ khoa trương. Mặc dù là cặp đôi trẻ hot nhất nhì showbiz Việt với mức cát xê khủng cũng như độ phủ sóng dày đặc trong các show truyền hình, ca nhạc. Song cả Kevin Khánh và Khởi My đều có lối sống rất bình dị và giản đơn. Hiện tại, Kevin Khánh vẫn đang sống cùng bố mẹ trong căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Không quá xa hoa, sang trọng, căn nhà có lối là bày biện trang trí đơn giản nhưng rất ấm cúng. Còn nhắc đến Khởi My, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô ca sĩ nhí nhảnh đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên. Từ tuổi thơ gian khó với gánh củi 5.000 đồng đến mua nhà tiền tỷ tại thành phố sau 5 năm đi hát. Căn hộ mà Khởi My đã tự tay mua bằng số tiền bản thân kiếm được suốt nhiều năm cố gắng. Bộ sưu tập những bản hit để đời và thành tích cá nhân, Khởi My bắt đầu con đường âm nhạc của mình bằng huy chương vàng cuộc thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ toàn quốc, giải nhất tiếng hát Vàng Anh, giải nhất cuộc thi tiếng hát Hoa Học Đường 2007. Tuy nhiên, đặc biệt nhất là danh hiệu quán quân của cuộc thi Gương Mặt Thân Quen 2013, bước ngoặt trong sự nghiệp của cô ca sĩ trẻ. Là nghệ sĩ rất trẻ, nhưng Khởi My có sở hữu bộ sưu tập những thành tích mà ai cũng phải ngã mũ. Cả Khởi My và Kevin Khánh đều là những ngôi sao đi lên từ thực lực cá nhân. Từ một tân binh, Kevin Khánh nhanh chóng lột xác và trở thành một mỹ nam hot nhất nhì showbiz Việt. Lượng người theo dõi cặp đôi mỗi ngày không ngừng tăng lên. Không chỉ có fan tại Việt Nam, Khởi My còn rất nhiều fan ở nước ngoài. Bộ sưu tập quà tặng cực khủng của các fan dành cho Khởi My. Tủ thú bông dài rộng hàng mét. Cả hôn trường sốc nặng khi ngồi đếm số lượng vàng ròng mà mẹ Kevin Khánh trao cho Khởi My. Nhìn loạt trang sức vàng nặng trĩu mà nhà Kevin Khánh trao cho Khởi My mà choáng quá. Vừa qua ngày 25 tháng 4, thông tin Khởi My và Kevin Khánh tổ chức lễ đính hôn khiến nhiều người bàng hoàng và còn không tin là sự thật. Tuy nhiên, chính Khởi My và Kevin Khánh cũng thừa nhận chuyện vui này và còn chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Trong lễ đính hôn, Kevin Khánh và Khởi My vẫn rất nhí nhảnh, hài hước, khiến nhiều người bật cười. Lúc nhà trai trao quà cho Khởi My cũng thu hút được sự chú ý của khách mời. Ai cũng thấy choáng khi bộ trang sức bao gồm một chiếc kiềng đeo cổ, một đôi hoa tai đều bằng vàng và hai vòng tay, một vàng một đá được chính tay mẹ Kevin Khánh trao cho con dâu tương lai. Trang sức Khởi My đeo khiến nhiều người choáng váng. Mẹ chú rể trao hai vòng tay và kiềng cổ và còn cả bông tai nữa. Cứ lẳng lặng tổ chức lễ ăn hỏi, ai cũng bất ngờ trước cặp đôi này. Mẹ Khởi My và mẹ Kevin Khánh vui vẻ trong lễ đính hôn của hai con. Họ hàng đến chung vui khá đông, nhưng đồng nghiệp của cặp đôi lại không nhiều. Trấn Thành bị cấm sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long vì hài nhảm và dung tục. Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long cho biết ông từ chối sự xuất hiện của Trấn Thành vì muốn siết chặt nội dung hài nhảm và hài tục trong các chương trình.
Trấn Thành luôn là cái tên hot khi đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong các game show truyền hình của đài VTV, HTV. Đặc biệt, anh xuất hiện khá dày đặc trên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long với các chương trình như Thử thách người nổi tiếng, Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng, Làng hài mở hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả không còn thấy nam danh hài hot nhất nhì showbiz lên sóng thường xuyên nữa. Điều này khiến không ít người đặt nghi vấn Trấn Thành bị cấm sóng. Đặc biệt, trong một chương trình tìm kiếm tài năng nhí mới của đài truyền hình Vĩnh Long, Trấn Thành được mời làm giám khảo cùng Cẩm Ly. Nhưng đến gần ngày lên sóng thì ban tổ chức thông báo thay thế huấn luyện viên khác không có tên Trấn Thành trên ghế nóng. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long cho biết Trấn Thành vướng phải quá nhiều lùm xùm ồn ào nên không còn phù hợp với vị trí huấn luyện viên cho các bé thiếu nhi. Ngoài ra, đài truyền hình Vĩnh Long cũng muốn siết chặt nội dung hài nhảm dung tục trong các chương trình. Với tư cách người làm truyền hình thì tôi cho rằng tác phẩm phục vụ người dân phải có giá trị nhân văn. Tôi không lấy lý do rating hay khán giả mà để hài nhảm xuất hiện. Dù làm chương trình gì thì đồng tiền không thể lấn lướt. Có thể lượng người xem giảm nhưng cần chính chỉnh để tác phẩm sạch và văn minh. Đó là đường đi của đài truyền hình Vĩnh Long. Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long khẳng định nói thêm. Trước đó, Trấn Thành nhận không ít gạch đá vì diễn hài dung tục khi đóng vở Tô Ánh Nguyệt. Chưa kể trong một lần chia sẻ với giới truyền thông, nam danh hài từng tuyên bố, nếu quý vị cảm thấy trong chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV. Điều này đã ảnh hưởng không hề nhỏ tới hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Về phía mình, Trấn Thành từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề cấm sóng của đài truyền hình Vĩnh Long. Vẫn đang bị dân mạng chửi sắp mặt vì coi thường Minh Hằng, đây là thái độ và hành tung của Lê Hà. Cuộc sống của đàn em Ngọc Trinh có lẽ sẽ không được yên ổn sau phát ngôn xéo sắc Minh Hằng. Không biết vô tình hay cố ý, tên tuổi của người đẹp Lê Hà đã được chú ý hơn vì phát ngôn vạ miệng trên mạng xã hội. Điều đáng nói là, dù bị dân mạng lao như vũ bão vào trang cá nhân để chửi bới thậm tệ, nhưng cô vẫn giữ tinh thần thép, không xóa bỏ dòng trạng thái bên vực cựu huấn luyện viên của mình. Hà Hồ đồng thời hạ bệ coi thường nữ ca sĩ Minh Hằng. Xa Tết những đủ gạch đá để xe biệt thự của đàn em Ngọc Trinh. Gần 6.000 bình luận hầu hết đều mang nội dung chê bai, thậm chí lăng mạ Lê Hà. Lượng người thả nút phẫn nộ cực nhiều. Còn đây là những top comment cho thấy thái độ giận dữ của dân mạng tới phát ngôn của Hà Hậu The Face. Học trò Hà Hồ bấm nút like cho Xa Tết, chỉ đích danh mình từ quản lý truyền thông của Minh Hằng. Bị bóc phốt, người đẹp để lại bình luận cảm ơn. Bất ngờ bị xoáy vào scandal của hai đàn chị tên tuổi, bị dân mạng tấn công dữ dội, nhưng dường như Lê Hà vẫn khá thản nhiên. Tối qua cô rạng rỡ tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô thản nhiên khoe hình trên Instagram và vẫn bị vận đen theo đuổi. Vui vẻ bên bạn bè nhưng vẫn bị ném đá cực kỳ. Trấn Thành phát tướng, ngày càng xuống sắc sau khi lấy vợ. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt chương trình mới, Trấn Thành gây bất ngờ với dáng vẻ ngày càng phát tướng và xuống sắc. Góp mặt trong buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình Hát Mãi Ước Mơ, Trấn Thành gây bất ngờ khi xuất hiện với thân hình kém thon gọn. Từ sau khi cưới Harry Won, Trấn Thành không ngừng tăng cân. Dù đeo kính mát, nhưng có một số góc chụp, Trấn Thành vẫn lộ rõ sự xuống sắc. Ở Hát Mãi Ước Mơ, Trấn Thành đóng vai trò giám khảo, anh sẽ cùng với Cẩm Ly, Ốc Thanh Vân tìm ra những giọng ca ấn tượng có tổ chức làm ngôi sao ca nhạc. Khác với những game show khác, tham gia chương trình lần này, người chơi sẽ trải qua 3 vòng thử thách để có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị. Tất cả người chơi đều chắc chắn nhận được giải thưởng tiền mặt tối thiểu từ 7 triệu đến 50 triệu đồng cho mỗi phần thi của họ trong mỗi tuần. Điểm đặc biệt của cuộc thi là hầu hết các thí sinh dự thi đều có hoàn cảnh khó khăn. Việc tham gia thi thố dưới hình thức karaoke sẽ giúp họ có những phần thưởng tiền mặt giá trị. Tiêu chí mà chương trình đưa ra là đề cao tính nhân văn. Thí sinh có thể hát tốt hoặc không tốt, nhưng nếu là người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cần giúp đỡ thì đều được hỗ trợ một phần chi phí giúp ổn định cuộc sống. Nói về cách C nhận được ở chương trình, Trấn Thành bộc bạch rằng chi phí mà anh bỏ ra để ủng hộ các thí sinh gần như bằng với số tiền được nhà sản xuất trả. Vì có lòng thương người nên hầu như lần nào ghi hình, Trấn Thành cũng vung tay quá trán. Anh ủng hộ thí sinh nhiều đến mức, nhiều lúc cũng phải vắt tay lên trán suy nghĩ rằng: Ủa tại sao mình cho người chơi nhiều như thế?
mình cho như vậy rồi, hóa ra đi làm giám khảo công không. Nhưng đến ngày hôm sau quay hình, nhìn thấy những hoàn cảnh thương tâm, mình lại tiếp tục cho tiền mà không hề suy nghĩ. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên từ ngày 26 tháng 4, 2017.